Đi đi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy vay nợ, Hà Nội ngày 19 tháng 10, to lên 23, bên A bên vay, ông Hoàng Đình Tuấn, sinh ngày 27 tháng 9, 1997, căn cước công dân 02-0097-00-1034, cấp ngày 25 tháng 4, 2021, nơi cấp cục cảnh sát hành chính xã hội, hộ khẩu thường trú xã An Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Bên cho vay ông Nguyễn Xuân Hiếu, sinh ngày 5 tháng 5 1987, căn cước 02508700614, cấp ngày 10 tháng 7 2021, nơi cấp cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, hộ khẩu thường trú Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Bên bảo lãnh bà Dương Thị Diệp, sinh ngày 27 tháng 6 1979, căn cước công dân 02017900240, cấp ngày 25 tháng 4 2021, nơi cấp cục cảnh sát hành chính xã hội, hộ khẩu thường trú xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Quan hệ với người vay tiền là mẹ của bên vay Hoàng Đình Tuấn, số điện thoại 0386609400, số tiền vay 200 triệu Việt Nam đồng, lãi suất 0 đồng, thời hạn vay 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh, ngày hết hạn hợp đồng vay là ngày 25 tháng 4 2024. Lý do vay nhằm mục đích sang Đài Loan, không bỏ trốn khỏi nơi làm việc, bỏ trốn tại công ty, nhà máy, viện dưỡng lão, sử dụng cư trú bất hợp pháp. Công ty xuất khẩu lao động yêu cầu ông Hoàng Đình Tuấn phải đặt cọc 200 triệu Việt Nam đồng cho công ty xuất khẩu lao động. Ông Hoàng Đình Tuấn không thể chuẩn bị được số tiền cọc đặt cọc trên, nên nhờ ông Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1987, cho vay số tiền trên. Cam kết của bên bảo lãnh: tôi là Dương Thị Diệp, xin đứng ra bảo lãnh cho người nhà. Tôi là ông Hoàng Đình Tuấn, vay số tiền 200 triệu Việt Nam đồng với lãi suất 0 đồng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh. Ông Hoàng Đình Tuấn bỏ trốn khỏi nơi làm việc, trở thành lao động bất hợp pháp, thì tôi Dương Thị Diệp sẽ phải trả số tiền trên cho ông Nguyễn Xuân Hiếu trong vòng 3 ngày kể từ ngày chủ sử dụng không báo bỏ trốn. Nếu tôi không trả số tiền trên thì ông Nguyễn Xuân Hiếu có quyền đến tịch thu tài sản, nhà cửa, đất đai và giá trị tương đương 200 triệu đồng mà tôi đã được phép kiện tụng bất mà tôi không được phép kiện tụng bất kỳ điều gì. Tôi tự nguyện để lại các giấy tờ gốc sau để làm đảm bảo cam kết của bên cho vay. Nếu đến ngày 25 tháng 4 2024, ngày hết hạn hợp đồng vay tiền 6 tháng, ông Hoàng Đình Tuấn bên vay không bỏ trốn thì giấy vay nợ này vô giá trị, sẽ không còn nợ bất kỳ một đồng nào với ông Nguyễn Xuân Hiếu, và mọi giấy tờ mà bên vay để lại sẽ được hoàn trả đầy đủ. Sợ nói miệng không có bằng chứng nên chúng tôi lập giấy vay tiền này làm bằng chứng kèm theo video cam kết của người bảo lãnh. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 2023. Giấy vay nợ này được in thành 3 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.